Hôm nay tôi sẽ trở thành Captain America. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì đây chính là câu trả lời. Sau khi dũng cảm đỡ đạn cho tổng thống và được coi là cảnh sát xuất sắc, tôi đã được chính phủ chọn để thử nghiệm siêu huyết thanh nhằm tạo ra chiến binh siêu việt để bảo vệ thành phố một cách tốt hơn. Tôi đã được tiêm huyết thanh và đã thành công. Tôi trở thành một siêu chiến binh và chính phủ đã trao cho tôi một chiếc khiên vibranium và một bộ đồ. Từ đó tôi trở thành Captain America. Tôi đã luyện tập ném khiên một cách chăm chỉ để trở nên thuần thục hơn. Tôi cũng đã có buổi ra mắt trước công chúng. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Và bây giờ, hãy chào mừng Captain America thôi nào. Cảm ơn tất cả mọi người. The next day. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi đi tuần tra trong cái bộ trang phục này luôn á. Tôi cảm thấy tôi ngầu thật sự anh em ạ. Thì như anh em đã biết, tôi là một siêu chiến binh, cho nên là nhiệm vụ bảo vệ thành phố này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà giờ tôi vẫn cảm thấy khá là lo lắng, không biết tôi có thể làm tròn trách nhiệm của Captain America không nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức anh em ạ. Không biết hôm nay liệu có chuyện gì xảy ra không. A few minutes later. Tôi vừa nhận được một nhiệm vụ, có người phóng hỏa đốt xe của người khác giữa lòng thành phố. Ai mà dám làm chuyện đấy nha. Giờ tôi phải nhanh chân lên đi đến chỗ đó và phải bắt được người phóng hỏa để lấy lời khai. Né đi, cảm ơn. Cho tôi qua, né. Let's go, come on. Chúng ta phải nhanh lên. Ôi, sắp tới rồi này. Let's go, hình như là đây thì phải. Ôi, có xe cháy và có người cầm bình xăng đốt xe luôn này. May quá không có người ở trong xe. À, cái thằng này dám đốt xe à. Đứng lại mày. Anh em nghĩ nó ngụm củ tội rồi, nhưng không, thật sự là nó chỉ xỉu thôi anh em ạ. Giờ tôi sẽ quay lại coi chiếc xe nó sao rồi. Ôi, ổn phết. Nói chung là đồng nghiệp của tôi đã dập tắt lửa rồi, cho nên là chiếc xe này không có nguy hiểm gì với người dân nữa. Giờ tôi sẽ kéo thằng này vô lề và gọi cho đồng đội của tôi chở thằng này về để thẩm vấn tại sao nó lại làm như vậy. Đây, đồng đội tôi tới rồi đây, để họ xử lý thằng này, còn tôi sẽ tiếp tục đi tuần tra. Later that same evening. Tôi vẫn đang suy nghĩ về cái vụ phóng hỏa đốt xe hồi sáng, không biết có âm mưu gì, nhưng tôi biết là có vấn đề rồi đấy. Cái gì đấy? Người dân thông báo là có một cái túi đen bí ẩn ở trung tâm thành phố, có thể là ở bên trong đó có bom. Nếu mà có bom thật thì thật sự nguy hiểm anh em ạ. Tôi phải đến đó thử xem sao. Come on, let's go man, mọi người tránh đường đi. Tôi phải lẹ lên mới được. Đây, tôi tới nơi mà người dân nói có cái túi bí ẩn rồi đây. Kế bên là một cái tòa nhà lớn luôn á. Tôi thấy cái túi rồi, tôi sẽ kiểm tra coi có gì bên trong. Ui, có bom thiệt luôn à. Không ổn rồi, chỉ còn một phút nữa thôi là bom nó nổ rồi. Tôi phải làm một cái gì đó ngay lập tức. Tôi chỉ còn một cách thôi, chính là cắt dây. Ôi, thôi xong rồi. Mọi người chạy đi, tôi sẽ lấy khiên đỡ bom. Mọi người ổn chứ? Tôi sẽ gọi đồng đội của tôi tới hỗ trợ chỗ này. Bọn họ tới rồi, giờ tôi ngất đây. Later that night. Tôi biết mọi người biết lý do tại sao có cuộc họp khẩn này. Sáng nay đã có hai vụ khủng bố cực kỳ nguy hiểm đã xảy ra. Một vụ là phóng hỏa đốt xe, vụ còn lại là đánh bom. May mắn là hai vụ khủng bố này không có thiệt hại gì về người. Theo như lời khai của tên phóng hỏa đốt xe thì đằng sau những vụ khủng bố đấy là một băng đảng, và bọn chúng sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Cho nên là chúng ta sẽ cần chia nhau ra điều tra mục đích của bọn này là gì và ngăn chặn chúng. Bây giờ tôi sẽ đi điều tra hai vụ khủng bố xảy ra ngày hôm qua. Tôi nghĩ là tôi sẽ đến ông chủ bán súng hỏi thử. Tại vì như tôi đã nói rất nhiều lần, ông chủ bán súng này cái gì ổng cũng biết cả. Mong là chúng ta có một vài thông tin hữu ích. Đây, chúng ta đến chỗ ông chủ bán súng rồi đây. Vô thế nào. Chào ông chủ bán súng. Ông chủ có biết gì về băng đảng khủng bố ngày hôm qua không? Tao cũng không biết nữa mày ơi. Vụ này khá là mới, mà dạo này tao khá là bận, nên là không có tìm hiểu được thông tin gì cả. Được rồi, em cảm ơn ông chủ quán nha. Thôi xong rồi, đến nỗi ông chủ quán còn không biết thì ai biết nữa chứ. À, tôi còn một thằng bạn. Thằng này chuyên gia nghiên cứu về mấy bọn khủng bố luôn á. Giờ tôi sẽ đến nhà nó hỏi thử. Mong là lần này có một chút thông tin hữu ích. Tới nhà nó rồi đây, hy vọng là nó có ở nhà. Vô nhà thôi nào. Nó đây rồi, tao có chuyện cần mày giúp. Mày có biết hai vụ khủng bố ngày hôm qua không? Mày có thể cho tao biết một chút thông tin gì về nó không? Nói chứ, tao cũng biết một ít. Tao đã mày mò cả đêm và tao đã biết được đằng sau hai vụ khủng bố ngày hôm qua là một băng đảng. Tao cũng biết được mục đích của bọn này là thâu tóm quyền lực trong thành phố. Đặc biệt hơn là tao còn biết tên cầm đầu và vị trí căn cứ của bọn khủng bố này. Đây, tao sẽ đưa mày tài liệu về bọn chúng. Mong là mày có thể bảo vệ được cái thành phố này. Ôi, cảm ơn mày nhé. Tao sẽ cố gắng hết mình. Giờ tôi phải lẹ về trụ sở cảnh sát, đưa tài liệu này cho mọi người biết, để cùng nhau ngăn chặn bọn khủng bố này. Cuối cùng cũng về tới trụ sở. Lẹ nào, come on, let's go man. Ê khoan, có chuyện gì mà người dân hoảng sợ chạy toán loạn thế nhờ? Ui,
có tiếng nổ luôn á. Có chuyện thiệt rồi, tôi phải lấy khiên lẹ lên và ra đó xem thử chuyện gì. A few moments later. Come on, let's go man. Lẹ lên nào, đồng đội của tôi đi đâu hết rồi đấy. Tôi nghĩ là họ đi đến chỗ phát ra tiếng nổ rồi. Và tôi cũng có linh cảm là chuyện này gây ra bởi bọn khủng bố, cho nên là không có thời gian để nói đâu. Tôi phải lẹ lên mới được. Chúng ta tới nơi rồi đây. Ui, xe bọc thép luôn á, nó bắn người luôn kìa. Đây đúng là bọn khủng bố rồi, tôi phải ngăn cản bọn này thôi. Let's go. Tôi nghĩ là tôi phải làm lật mấy chiếc xe này để cho nó bọn nó chui ra ấy. Bọc thép. Ui, khó đấy, khó đấy. Oh my god man, mày xạo. Lật đi con, lật đi con. Let's go. Ôi, tôi phải làm lật mấy chiếc xe bọc thép. Mấy chiếc này là nguy hiểm nhất. Rồi, tôi nghĩ là nó sẽ chui ra thôi. Mày xạo. Ôi, chui ra hết rồi. Let's go. Tôi không để nó làm hại người dân đâu. Mày xạo. Bố láo này, let's go man. Mày, lật đi, lật rồi, let's go, let's go. Xe này sắp nổ luôn rồi, cái gì? Ôi, đồng thế. Let's go man. Rồi, 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 ok, ok, good, good, good. Mày xạo hả con? Chạy đi nè, chạy. Ôi, đồng thật sự luôn ấy. Let's go. Núp sâu xe, núp sâu xe, núp sâu. Mày định chơi. Rồi, khó khăn thật sự luôn á. Ui, nó bắn người dân. Đứng sau xe này. Ôi, let's go man. Mày xạo. Hình như là còn hai thằng thôi thì phải. Bắn này. Let's go. Ôi, đông thật sự luôn ấy. À. Bắn. Bắn ai vậy? Sao, what's up? Hả? Rồi, ok. Đứng này. Come on, let's go. Nói chung là tôi đã giải quyết bọn khủng bố rồi. Holy moly man, bọn này gần như tàn phá một khu phố luôn ấy. Tôi không thể tiếp tục để chuyện này xảy ra được nữa rồi. Tôi phải nói cho mọi người về cái tài liệu bọn khủng bố để có thể ngăn chặn triệt để bọn này. 24 hours later. Sau khi nói cho mọi người biết về tài liệu bọn khủng bố thì chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc phục kích căn cứ của bọn chúng. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Đây, chúng ta tới rồi đây. Chỗ này quen không? Chúng tôi đã phục kích xung quanh, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào căn cứ của bọn khủng bố. Ui, nó bắn rồi. Let's go. Let's go man. Mày xạo. Let's go, let's go. Mày sao? Mày, ôi, tôi xử gần một nửa rồi. Let's go. Ôi, trên lầu, tôi nghĩ trên lầu, trên lầu, trên lầu. Trên lầu. Ok, ok, good, good. Còn một thằng, còn một thằng. Let's go. Ôi, sao nó dễ thế nha? Tôi nghĩ nó sẽ không dễ đến như vậy đâu. Tôi có linh cảm sẽ có một cái gì đó tới. 12 seconds later. Ôi. Yo, ôi, nó đánh cảnh sát. Cho anh em nào chưa biết thì đây chính là thằng cầm đầu của bọn khủng bố. Thằng này sở hữu bộ giáp khá là mạnh. Yo, what's up? Ôi, mạnh thế. Come on. Yo, no, 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 come on. Ôi, come on. Ôi, mạnh thật sự luôn ấy. Mày, let's, mày chơi, mày đánh này, mày đánh này. Let's go. Lăn đi, lăn đi. Mày xả, ôi. Ôi. Let's go man. Mày xả. Mày xả. Châu thế. Châu thế. Ôi châu thật sự luôn ấy. Tôi sẽ không cho nó cơ hội đứng lên. Ôi tôi không ngờ là nó có bộ giáp mạnh như vậy luôn ấy. Ôi, yo. No. Oh my god. Wow. Ôi, yo. Mày sao? Không, ôi nó dám làm hại cảnh sát. Mày, mày. Oh my god man. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã ngăn chặn được thằng này rồi. Tôi nghĩ thằng này là thằng cầm đầu đây. Không ngờ là nó có bộ giáp mạnh đến như vậy. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã triệt phá được bọn khủng bố và mọi thứ đã trở về như cũ. Và đấy là tôi khi làm Captain America. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.